Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Dainty Books. Hôm nay chúng mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Aladdin và cây đèn thần. Cuốn sách này nằm trong bộ sách Ngày xưa ngày xưa được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Khuyên các bé luôn sống thật thà, chăm chỉ học tập, vươn lên trong cuộc sống, không nên ỷ lại vào bất cứ ai. Ba mẹ muốn xem thêm thông tin và đặt mua tựa sách này, có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở đất nước Ba Tư, có một chàng trai tên là Aladdin. Aladdin là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm, thích bày trò phá phách và chỉ mãi mê vui chơi cùng đám bạn. Trong khi đó, mẹ của cậu đã phải làm việc rất vất vả chỉ để có thể kiếm được một bữa ăn mỗi ngày. Bà đã phải dùng hết sức lực của mình để chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Vậy mà cậu con trai của bà thì chỉ mãi lãng phí thời gian chứ không được tích sự gì cả. Một ngày đẹp trời nọ, khi đang chơi bời cùng lũ bạn, thì có một người đàn ông cao to vạm vỡ đến gặp Aladdin. Người đàn ông đó nói với cậu rằng: "Ta là chú họ của cháu. Đã lâu lắm rồi ta chưa đến thăm mẹ con cháu. Vì vậy mà ta đã đến đây để gặp hai người." Aladdin sửng sốt nói: "Mẹ của tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết rằng tôi còn có một người chú cả." Người đàn ông kia trả lời: "Cháu có thể hỏi lại mẹ mình, bà ấy sẽ nói cho cháu biết về ta thôi." Aladdin trở về nhà và kể cho mẹ của cậu nghe về người đàn ông lạ mà cậu đã gặp ở trên đường. Mẹ của cậu nói: "Cha của con có lần cũng nói qua với mẹ rằng ông ấy có một người em trai. Đây rất có thể là người đàn ông đó." Người đàn ông nọ lại ghé đến lần nữa, và lần này ông ta mang theo rất nhiều quà cho Aladdin. Ông ta nói với mẹ của Aladdin rằng: "Em biết cuộc sống của chị rất khó khăn nên mới đến đây để giúp đỡ chị. Chị hãy để em đưa Aladdin đi theo mình vì em có thể giúp cháu nó tìm được việc làm." Nghe được những lời này, mẹ của Aladdin vô cùng xúc động và ngay lập tức bà đã đồng ý với lời đề nghị đó. Và thế là Aladdin đã bắt đầu một cuộc hành trình đầy kỳ bí cùng với người chú của mình. Băng qua hết bao ruộng đồng sông suối, họ đột nhiên bắt gặp một tảng đá lớn. Người tự xưng là chú của Aladdin dừng lại trước tảng đá và hô lớn: "Hỡi tảng đá kỳ vĩ, hãy mở ra và cho chúng ta thấy những gì ngươi đang cất giấu." Tảng đá tách ra để lộ một đường hầm bên dưới lòng đất. Aladdin vô cùng ngạc nhiên, cậu nghĩ thầm: hóa ra chú của mình là một phù thủy. Người chú của Aladdin nói với cậu: "Hãy đi xuống dưới, đến cuối đường hầm này, cháu sẽ nhìn thấy một căn phòng. Cháu hãy vào căn phòng đó và tìm một cái đèn, rồi mang ra đây cho ta." Nói rồi, ông ta tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của mình ra và đưa nó cho Aladdin cùng với lời căn dặn: "Hãy mang chiếc nhẫn này bên mình, nó sẽ bảo vệ cháu." Aladdin lo lắng bước qua cánh cửa đang mở, đi vào một căn phòng chất đầy châu báu và đá quý tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh trong bóng tối lập lòe. Cậu tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thể nào tìm được món đồ mình muốn. Thế là cậu quyết định lấy châu báu nhét đầy vào túi quần và túi áo của mình. Ngay khi vừa định quay đi, cậu phát hiện ra ở phía góc phòng có một cây đèn băng vàng đang phát sáng. Với lấy cây đèn, Aladdin quay lại và đi về phía cánh cửa đang mở. Cậu gọi gã phù thủy, bảo gã kéo mình ra khỏi đường hầm. Nhưng gã phù thủy lại nhất định yêu cầu cậu phải giao cây đèn ra trước. Lúc này, Aladdin nhận ra ngay rằng gã phù thủy đã âm mưu lừa cậu đến đây để làm việc này rồi. Aladdin có thể là một cậu bé nghịch ngợm thật đấy,
nhưng cậu cũng rất thông minh. Cậu từ chối đưa cho gã phù thủy cây đèn nếu như gã không chịu kéo cậu ra ngoài trước. Trong cơn tức giận, gã phù thủy bèn đóng cánh cửa bằng đá lại, khiến cậu bé Aladdin tội nghiệp bị mắc kẹt lại bên trong căn phòng. Cảm thấy bực bội, cậu đã tra sát vào cây đèn đang cầm trên tay. Một tiếng động lớn đột ngột vang lên và từ cây đèn khói bắt đầu tỏa ra. Rồi một vị thần xuất hiện giữa làn khói dày. Chủ nhân của ta, ta chính là thần đèn sống trong cây đèn này. Cậu đã tra sát vào cây đèn này và thả ta ra. Không biết ta có thể làm được gì cho cậu? Thần đèn hỏi sau khi đã giới thiệu bản thân mình với Aladdin. Aladdin vui mừng khôn xiết. Hãy đưa tôi ra khỏi đây, cậu yêu cầu thần đèn. Thần đèn trả lời, điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực. Nói rồi, ông ta biến ra một cái thảm bay, đặt Aladdin lên đó cùng mình, bay qua những ngọn núi cao và những sa mạc cát rộng lớn. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy thành phố và cung điện tuyệt đẹp ở phía chân trời. Aladdin đã về đến nhà mình rồi. Aladdin ôm chầm lấy mẹ của cậu ngay khi vừa gặp lại bà. Cậu cảm thấy nhớ bà vô cùng và cậu đã nhận ra rằng bà quan trọng với cậu đến nhường nào. Cậu kể cho bà nghe về cuộc phiêu lưu của mình, nói cho bà biết rằng sở dĩ người đàn ông kia có thể cải trang thành chú của cậu là bởi vì ông ta là một gã phù thủy. Ông ta chỉ muốn lừa gạt họ mà thôi. Sau đó, cậu kể cho bà nghe về vị thần đèn và lấy cây đèn thần mà cậu vẫn giấu trong ống tay áo để tránh khỏi những ánh mắt tò mò của người khác ra cho bà xem. Chuyến phiêu lưu đã khiến Aladdin cảm thấy vừa mệt mỏi vừa đói khát. Cậu giục mẹ đi lấy cho cậu chút đồ ăn. Nhưng thật đáng buồn là trong nhà của cậu lại chẳng có gì để ăn được cả. Thế là một lần nữa, cậu lại tra sát vào cây đèn, tâm trạng có chút lo lắng. Nhưng kìa, thần đèn đã xuất hiện rồi. Aladdin xin thần đèn ban cho chút thức ăn, và thế là trước mắt họ hiện ra cả một bàn ăn đầy những món ngon và được bài trí đẹp mắt. Aladdin cảm thấy sung sướng như đang được ở trên 9 tầng mây. Cậu ăn uống thỏa thích theo ước muốn của mình. Aladdin nói với mẹ, mẹ thân yêu của con ơi, có cây đèn thần này, giờ đây chúng ta sẽ chẳng còn điều gì cần phải lo lắng nữa, và chúng ta sẽ được sống thật là thoải mái. Nói rồi, cậu ôm lấy người mẹ đã đang cảm động đến mức không kìm được nước mắt của mình. Lúc này, cậu cảm thấy hối hận vì trước đây đã sống thật vô tâm và nông nổi, không biết quan tâm đến mẹ. Cậu tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cho cuộc sống của mẹ con họ thật hạnh phúc. Cây đèn thần đã mang Aladdin trở về với mẹ của cậu, giúp cho cuộc sống của họ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn xưa. Cậu cũng chỉ sử dụng cây đèn vào những lúc thật sự cần thiết và để giúp đỡ cho mẹ mình mà thôi. Kể từ đó, Aladdin cùng mẹ sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Books nhé. Đừng quên thích, theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ audiobooks mới nhất nào từ Đinh Tị nhé.